Từ xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà, buổi trưa mát mẻ. Hôm nay thì Tiền với lại Hiếm Ba là có làm sẵn một mâm chuối nếp nướng ở cả nhà. Bên đây thì có một mớ chuối sáp nữa nè. Buổi trưa thì mình ra ngoài đường lộ để mà nướng chuối bán cho buổi trưa nha. Đây, mình sẽ ăn chung với lại có nước cốt dừa ở cả nhà. Cho nên nước cốt dừa thì Tiền cũng đã hắn xong hết trơn rồi. Đây là cái phần chuối nè, mình đã làm sẵn hết trơn luôn. Mình quấn cái lá chuối như thế này á. Đây, Tiền sẽ cho cả nhà xem cái trái chuối nha. Mỗi một trái vậy á thì mình sẽ bán là 4.000 một trái. Giờ mình để lên mình nướng luôn nha. Còn chuối sáp thì 3 trái 5.000. Lửa than nó rất là nóng luôn. Một chuối ăn đi học nè. Chưa có chín đâu mà kêu người ta. Cho đợi chờ lại cho trễ học luôn á. Tiền để lên trên đây, Tiền nướng lai ga nha cả nhà ơi. Thứ ba bên đó thì ép chuối sáp. Quá trời nóng rồi. Thằng nó nóng miệng chứ cái chuối mình nó sẽ ngon hơn. Này là hai hiếm cháo nhà tự làm luôn nha cả nhà. Rồi mình nướng trước mới ép ra hay gì phải không? Mình ép luôn. Ép luôn ép hả? Rồi mình nướng. Dạ. Dạ. Ép vậy là được rồi đó thứ ba. Để mà để lên đó đi chút xíu không nướng sao. Chủ yếu là mấy cháo này trước nè. Mình nướng trước cho cả nhà. Trước thì để có khách lại bán không có kịp. Không có kịp cả nhà ơi. Nướng gì lắm nóng luôn á. Màu chín luôn. Dạ. Mới nào chín. Cái nào chín? Chuối. Chuối nè hả? Ừ. Màu lắm. Màu. Bên thì Tiền nướng chuối này, bên thì mình sẽ nướng chuối sáp nha. Chuối sáp thì ai ăn nước cốt thì ăn, còn ai ăn nước cốt thì Tiền sẽ chan nó hành lên. Ép cái nó tuột thế ba. Chưa. Đây trái chuối sáp này cả nhà. Cái này nó cũng còn cứng đó. Chứ nó không có được chín quá nha. Chín quá thì ăn nó sẽ dễ bị ngán lắm. Ai nói chuyện dữ vậy ta. Mà yêu với con gà. Dạ. Xíu nó sẽ tự động nó sẽ về. Của người ta làm sao tự động nó chóc luôn hả ba? Của mình sao kỳ vậy? Hay là người ta có ghim tâm gì vô không ta? Lá hả? Dạ. Chưa mình xức ra hả? Chưa vậy mình xức ra hết rồi nè. Yêu cầu nó gáo mặt là được rồi. Rồi người ta quấn lại lá mới hay gì á. Quên giờ. Mình không hầm mình. Chứ nướng không. Hồi nó cháy với mẹ hết rồi còn đâu nữa. Bỏ gì? Dạ. Than nhiều. Than rất là nhiều luôn. Cả nhà trái chuối nè. Rồi mình cho nó ấy xong mình tháo ra. Nó khô cái lớp mặt đó. Thank you.
chuyện cái gì á. Nó ở nhà nó ngủ rồi mà. Hảo. Con Hà thức rồi. Con Nga thức luôn hả? Ừ. Cái anh đó anh qua là thức luôn rồi. Ừ. Đi ra. Qua thức luôn cái gì à? Không nói chuyện ai ngủ được. Đây. Mấy trái đầu chưa có kinh nghiệm cả nhà ơi. Từng yêu cầu mình nướng sao cho nó gáo cái phần nếp là được rồi. Rồi bắt đầu mình mới lột cái vỏ chuối ra. Mình nướng. Đúng như trái này là nó hơi bị lá chuối nó ra. Bốc chuối nướng bốc ơi. Chú Ninh ăn chuối nướng. Dạ. Mình đẩy chú Sáp lên nướng thêm. Chuối Sáp này là mình bán 3 trái 5 ngàn. Đó mình lấy cái bự cho nhỏ nè. Cái bự cái nhỏ ha. Ừ. Dạ. Để hơi bự không nhỏ thật. Hồi nãy này cái bự có nãy bìa này cái chóp nhỏ. Ôi cái chuối vàng thơm nè ba ơi. Ừ, vàng vàng gáp hết nó gáo ăn cái nó giòn giòn. Ừ. Cho nó giòn hột liếp nó ngon. Nó giòn như cơm cháy vậy đó. Để ngoài đây đi chút xíu cái bắt đầu mình giòn. Thơm á cả nhà, mình này nó thật mùi thơm lên. Tại vì cái phần nếp này là Tiền với lại Hiếm Ba là có trộn thêm cái phần dừa sống á cả nhà. Kìa có thằng bé nó chạy lấy mùa. Ai vậy? Mùa đâu. Đó. Yêu cầu nó gáo mặt là Tiền buông ra luôn. Tại mấy đầu mấy trái đầu mình không có biết á, cho nên là nó hơi bị xấu xí, nó hơi bị đen. Đồ là mới hàng quá. Mới hàng hả gì? Đồ mới hàng đắt lắm. Mua chuối nào? Em mua chuối nào? Chuối nướng là 4.000 trái, còn chuối này là 3 trái 5.000. 4.000. 4.000 trái mua 2 trái phải không? Mua 1 trái hả? Đợi chị Tiền chút xíu nha. Tại chị Tiền nướng chín cái. Wow. Xe ghè em vô bà lời đi em. Cái này phải mượn ghế cho nó ngồi quá à. Đợi. Mua con trái hả? Thì con trái chồng. Cho bà nội ăn dứa. Mở hàng 2 trái cho đắt cơ. 2 trái luôn ha. Mở hàng 2 trái cho đắt rồi bãi bọc luôn rồi. Cái gì cân? Ừ quên, tự giờ trái này quên đó. Tại mình ấy ba cái lớp đen ra, lá chuối nó dính ở bên nhà chứ không có gì hết. Không sao hết. Bà Tư, chú nướng bà Tư ơi. Dạ. Để con chút xíu nha bà Tư, cho nó vàng nó mới ngon. 4.000 trái. Bà mua chú nào? Bà Tư nước cốt không? Ăn chú nướng đó hả? Em ăn nước cốt liền luôn hả gì đâu, đặng chị Tiền trang vô luôn hay là vô bịch? Vô bịch. Vô nước cốt bịch cho em ha. Dạ. Rồi để chị Tiền chút xíu luôn. Tại mới vừa có chín là cả nhà ơi. Mở hàng rồi. Để con chút nghe bà Tư ơi. Cái này còn hơi lâu á. Chạy cho nó vàng mới được. Dạ dạ. Vậy là em ăn em để nước cốt riêng phải không đồ? Dạ. Rồi để chị Tiền vô nước cốt luôn. Đây. Mấy trái chuối này cả nhà. Mình để cho nó gáo lớp mặt nha. Ôi. Trái này được rồi nè. Mình tháo cái vỏ nó ra. Có chỗ lửa nó hơi nhiều cho nên nó hơi cháy đen chút xíu. Rồi mình lấy kéo mình nhắc.
Tại lâu lắm rồi mới bán loại chuối này cho nên là cũng hơi lộn cộng. Hai giá đây ha. Miếng nó đêm ba. Nó tới hai trái luôn á. Hai trái. Dạ. Nè, để vô đây nè, nó không có bị dính, bị rổ. Bây giờ mình hay là bọc gì đi. Dạ. Đâu rồi cái bọc này bỏ đâu ta? Bà Tư mua chiều bà Tư mới ăn hả? Cũng đô hai trái. Bà Tư một trái phải không? Dạ. Bữa nay mắc mối nhiều quá. Đi chơi hết rồi, đi lễ hết rồi cả nhà. Ba đi đám giỗ hả bố? Ba Út? Đi đám giỗ thôi. Không ăn chuối sáp hả đồ? Dạ. Cái chuối này nó bị tét luôn rồi hả hai, đến ba. Nè mấy trái này là chín hết rồi nha cả nhà. Ăn vậy này nó rất là ngon luôn. Nó không dính thì nó gì? Nó không dính thì nó bể. Bể à? Ép đó. Đây, cái này được rồi nè. Tiền để nó vô cho bà Tư nha. Bà Tư khỏi nước cốt luôn hả? Khỏi bọc luôn hả? Dạ rồi, của bà Tư 4.000. Rồi, cảm ơn bà Tư luôn. Dạ. Đây, 4.000. Của em 2 trái phải không? Đây, cho tiền thối luôn. Rồi, đợi chị tiền chút xíu nha. Chị tiền coi chở nó chín rồi, chị tiền đưa liền. Mấy cái trái này nó khô hết rồi nè cả nhà. Tiền cho nó ra ngoài luôn. Chuối đó hết đi. Chuối đó ha, chuối này ha. Dạ. 3 trái 5.000. Mấy trái? 6 trái đó. 6 trái hả? 6.000 đó, 6.000. Với kia 4.000, 10.000. Mua chẳng 10.000 hả? Ủa 10.000 là mấy trái ta khó bán như ta. 3 trái bán 6.000 vậy đi. Bỏ ta. Ta bán bà cho 3 trái 5.000. Ta bán 3 trái 5.000 mới dư 1.000 mua mình đi đi. Thế 1.000 là thối. Chú Năm, chú nướng chú Năm ơi. Chợ cơm chở gì hả? Tắm chuồng heo. Gì hả? Cơm mới xong. À chở ra ăn chú nướng vô xuống đi chú Năm. Nó còn dưới này bán nè. Wow. Đây cả nhà, nó vàng vàng, nó tự động nó vàng lên vậy đó. Tiền chắc chú lên thêm. Rồi chơi hay đâu? Đợi chút xíu đi em, vàng vàng, vàng, vàng ăn mới ngon, mới thơm. Còn gấp quá là cũng ăn cũng được nhưng mà nó không được ngon. Chị em có đi học không? Chịu đi học nó hả? Không thơm. Không được thơm nhiều, không? Nhiều đi. Nó nhiều nữa. Ngọc ngày 2 buổi luôn hả? Ba Út rể nó cốt chung hay riêng vậy? Chung nè. Em mà dĩnh chỉnh cái này lại giùm con. Sao bên đây bày hay quá vậy? Để gọn lại. Sạn mà ấy đó. Sạn vô nước cốt rồi dạch ra. Ở bà Út nói chung hay gì? Chung luôn cốp ghi chung rồi bà ở đây. Dạ. Ba trái. Đây. Nọ, ba trái 5.000. Thôi hồi thối 1.000 đi. Giờ bán 6.000 không bán đó. 9.000 thôi. Cái tiền 9.000 thôi. Kêu bò lại mua chuối nướng. Chú Bo đi học rồi hả? Kêu bò 7 lại mua. Kìa, Nga mua nó kìa. Nga mua, mua chuối Nga. Vậy? Chuối hả? Hai trái. Nga hai trái hả? Ừ. Rồi ta, nay có tiền nữa ta. Rồi, cho một đô trước đi. Trống vô để chuối vô thêm. Đây này cả nhà. Một trái nha. Rồi đợi chút xíu luôn ba ơi. Hai trái. Ừ.
Đây, đi học 1 rưỡi con mới đi học phải không? Trời ơi, giao nước mà đem mất kiến đen thấy ghê không? Nè, rồi cho tiền gửi luôn nè. Cảm ơn nha. Ừ. Gì vậy? Rất tiền. Mấy trái này là chín. Sửa đó đi. Sao ba ép nó chèm bẹp hết trơn vậy? Tại trái nó chèm bẹp, nó mềm á, trái nào mềm á nó bị chèm bẹp vậy đó. Ừ. Với trái nào sống rồi nó cứng. Chưa con dời mấy về mấy cái trái này lên, con để mấy lá trái lá chuối lên nữa. Cái hơi chín quá đó, cái nó hơi mềm. Về tắm rửa đi học rồi. Ừ, bán nó cho đi học quá. Nó 1 rưỡi mới vô học thôi. Nói chung là bữa nay tiền với lại 3 làm cũng ít cả nhà ơi. Này chuối này chắc có 10 mấy trái à. Nướng nó lâu. Nướng nó lâu lắm. Ghê ghế kìa nha. Ghế kìa nha, ngồi đi nha. Ngồi ghế đi nha. Nướng nó lâu. Bởi vì làm ít có ai làm nó thấy không Út ha. Ừ. Người ta mua trái 4.000, 5.000 người ta ăn cái rồi. Khỏi có làm. Bố cắt chuối ra luôn không hay để nguyên trái? Sao cũng được chứ. Sao cũng được ha. Không cắt thì ta cắt. Cắt thì con cắt nguyên, ra luôn nguyên. Cho nó chạy nước cốt lên cho nó thấm luôn. Cắt ra vô đi lấy vô lấy tâm nàng dít ăn. Ken. Thấy Ken không? Bơ á. Bơ hả? Đi rồi, hôm nay đi lễ. Ken đi lễ vậy hả? Đi lễ. Năm nay lễ 18 tháng 5 lớn lắm cả nhà, cho nên là ở đây ăn đi lễ cho. Cắt trái chuối ra giùm bác Út luôn cả nhà. Cắt ra cho bác dễ ăn. Rồi, chan nước cốt lên luôn đây. 9.000. Đây. Dạ. Thối 1.000 luôn. Rồi, cảm ơn bác Út. Mẹ Hà 5.000. Chuối nướng chị Châu ơi. Đi cốp nhiều nhiều cho ngon nè, ngon không? Ngon rồi. Chuối nướng cô Châu ơi. Dạ, chuối nướng. Dạ, chuối nướng. Kêu bà Út, bà Út bắt ăn lại mua chuối nướng. Dạ. Ngà 2 trái nữa hả? Ngà 2 trái nữa. Ghế ngồi đi con, ghế kìa. Ngồi đi, ngồi đó đi, ngồi đó luôn. Trời ơi. Mình là diễn viên. Mình phải ngồi mình đợi. Người là khách hàng đó, ngồi đợi đi. Ôi, trái này ngon nè ba. Nó uống nụ nụ nàng. Đợi lên đúng nữa rồi. Đi, để lửa nó lưu 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 cho nó cháy chuối mình bị, nó ngon hơn. Nó không bị cháy lá, hãy lửa hấp nó cháy lá, xấu quá. Ngọc nó chưa hay mình bán chuối. Ngày ngủ chưa gì? 2 trái là mình lấy hộp bự hộp nhỏ mày. 2 trái là hộp bự á ba. Bự. Dạ. Tại trái chuối bự lắm. Dạ chuối nướng. Nắng gì mà nắng kinh khủng cô Châu ơi. Dạ ngồi chơi đi cô Châu. Ừ. Dạ con đang nướng. Dạ. Trái nha. Gì hả? Trái này 4.000. Còn mấy trái nhỏ nhỏ đó 3 trái 5.000. 3 trái 5.000 chú Sáp. Chú Sáp nướng ngon lắm cô Châu. 5.000 hả? 3 trái 5.000. Còn trái chuối này thì 4.000 trái. Trái chuối bự mẹ đi ơi ăn. Gì hả? Ừ, ăn không hết. Bả không ăn nữa. Dạ. Trời, dạ. Cho con cái miếng này, miếng nhỏ. Chén nước cốt lên ăn liền luôn hả cô Châu? Hay để nước cốt riêng? Để con riêng riêng ha. Rồi, này có 1 trái nè cho cô Châu nè. Đây. Dạ, giờ nó thấy, không có thấy bán nào. Dạ. Chết này cho người gác ra nắng chết. Cứ đi học chơi nó ăn nè. Dạ. Tại giờ này chuối này nướng nó lâu cho nên con đem ra con nướng trước cho nó lưu view á. Rồi gửi luôn nè. Trời ơi tiền bự dữ à, không tiền đâu thôi. Đây con gửi luôn. Thôi cho Hiếu đi. Cái nào mà có mua gì nữa trả. Không
có dưới lẻ nữa. Dạ dạ. 4.000 ha. 4.000. Ở không có dưới lẻ. Chú nướng bác Năm ơi. Chú sắp nướng chú nếp nướng. Điền ăn chú nào Điền? Chú nướng. Ai cũng ưa chú nướng á. Nhà hai trái, nhà hai trái nè. Ra vô trống chơi đi. Ừ. Chút xíu này tiền kêu bán ra. Chưa có chuối. Ngồi đợi. Tiền nướng lâu lắm. Tại lửa than giờ này nó không có giống như hồi nãy mà nướng vậy hiển ngon hơn. Nó lâu nhưng mà nó ngon. Bán năm mấy trái bán năm? Hai trái. À, này 4.000 trái, còn này 3 trái 5.000. Lấy một trái. Trái chú kia với bà trái chú này ha. Rồi. Dạ. Nướng đi, nướng đi. Dạ dạ. Nào có kêu bà. Đây. Đi ăn thứ nào? Chú nướng hai thứ kìa cô ơi. Có chú sáp ai nào biết ngon ăn không nào ngon ăn thử biết. Ăn hai cái đi. Vậy. Cái trái hả? Ghế nè ông ơi. Đây ngồi, ngồi ghế nè, đây nè, ghế bên mẹ nè, không có nắng nè. Cái trái đi. Cái trái ăn thử, cái trái. Trái là cái trái là 5.000 đó. Phải lên nướng đi bắt năm nữa. Đây nè, có rồi. Ừ, bắt năm nữa. Bắt năm 5.000 nữa. Điện cái trái phồn. Ăn rồi 10.000 đó nha, 3 cái 10.000. Có tiền ra, có tiền không? Có 9.000 rồi, bác ăn gian 7.000 đó Điền. Bác ăn gian cưng ngàn đó. 9.000. Có 9.000 à. Đủ 9.000 không? Ủa. Rồi, khi dễ người ta không có tiền nữa mà ba. 10.000 bác tặng ba nó cốt riêng hay chung vậy ta? Nè, 6.000. Bán rẻ đó quê, bán 9.000 đó quê. Bán người ta 10.000 bán 9.000 đó quê, mẹ con bán 9.000 thôi. Ghê không? Mẹ con bán 9.000. Đây, cái này 9 rồi nè cả nhà. Đây còn bên đây nữa. Ừ, trái đó được rồi. Trái này được rồi. Điện đi chung hay riêng? Để đi chung vô đó thì để nó đi. Chung luôn hả gì? Để vậy đi, nó cốt về nó chan nó ăn. Nó chan nó ăn ha. Ừ. Rồi đây. Nướng mấy cái này nữa cho con lủng nhí kìa. Nè, nó chạy chậm hết trơn. Rồi cảm ơn cô nha. Cô nội có ăn không chia ba bớt? Có. Ngọc. Ừ, đưa cho nội bớt. Chú nướng nè, em về xin tiền ngoại mua chú nướng nè. Nói nội ăn chú nướng không? Chị tiền bán chú nướng. Bé lủng nhỏ nè cả nhà ơi. Ê, cái này nó bị đứt ra luôn rồi. Ừ, nó rách cỡ nó miếng mình sẽ đắp cho đủ trái là được đủ rồi. Trái là ngon rồi ha. Ngon lành. Tại nó hơi chen nước cốt liền luôn, ăn liền. Đợi chị tiện chút xíu nha. Đổi ý nha cả nhà. Ăn chuối sáp 3 trái, chuối nướng 1 trái rồi. Ăn 2 cái cho thử cái nào ngon. Móc túi nè, ta ơi, móc túi nè, tiền, để tiền móc túi. Thói ngàn luôn rồi ba. Móc túi, tôi móc túi rồi, tôi không cần ai cho tiền, tôi móc túi. Kiếm ngàn thói kìa bé ơi. Dạ. Rồi. Thói ngàn bỏ túi lại đi. Của bác Năm hồi nãy cũng đi gan cái này luôn phải không hả ba? Ừ. Dạ, hả ba chai nước cốt lên giùm con luôn. Còn trái nữa. Ủa Nga, mấy trái gì Nga ơi? Nga. Em hai trái luôn nha, đợi cho tiền chút xíu nha. Tại lửa này đang liu riu quá em. Bây giờ không ai ăn mỡ hạnh chứ ta. Để chung cho anh cốt luôn rồi. Con Điền nãy quên trang vậy đó. Vậy hả? Tại tiền có làm mỡ hạnh đó nè. Rồi cảm ơn nha cô. Cảm ơn. Tôi cảm ơn, nó cảm ơn lại luôn. Này cái này là được rồi. Để ra ngoài. Nè. Còn trái để nó nướng luôn cho rồi. Trái đó. Ờ, nhà hai trái ha nha. Nhà hai trái không? Nhà hai trái. Đợi chị tiền cái nha. Ngồi ghế đi nha. Ghế đợi chị tiền chút xíu đi.
năm một trái. Cái này rất là đủ rồi. Mấy cái này sống nè. Ừ. Mấy trái đó hả? Ừ. Nhưng mà phải ăn chú sắp nướng sống hả? Sắp sống, ừ, nó giòn giòn. Ôi vàng này cả nhà, ngon ghê luôn á. Đây, mình gấp qua. Giòn giòn, sực sực, ăn ngon. Giờ mình rút kinh nghiệm mà mình nướng nó không có bị đen giống như hồi nãy lúc mới đầu lửa nó nhiều quá. Nó hát, nó cháy lá luôn. Bởi vậy mới này lửa tốt không yên. Này em không đi học hóa nghe? Dạ có. Chút đi học hả? Cái này nhỏ giờ. Học 2 buổi không ha. Ông thi. Cái này được rồi, tiền cho ra luôn. Người ta làm hay lắm mấy ba, ta lấy người ta bóc, ta đảo hay lắm ha. Có bao tay đó, bao tay dài, không nóng. Trái chuối nướng đó chú Nam. Trái gì? Giờ còn có trái một à. Trái ba trái. Trái một mấy chứ đâu thêm này. Trái này thêm đi 3 trái 5.000. Rồi. Ha. Rồi. Dạ. Rồi bắt mối đi 3 trái 5.000. Bắt bao nhiêu? Dạ 9.000. Có 9.000 bạn. Có 9.000 à. Tính tới 10.000. Nhưng mà giờ đẳng đi chút xíu con đem lại ha. Dạ. Xíu ship chưa? Chút xíu con ship lại luôn. Để điện chị Ó, tại chị Ó ba dặn bữa nay có bán chuối thì cho ba hay. Gọi gọi luôn cả nhà. Có mới luôn á. Nói cho comment đi ship. À, chị 6 trái chuối hay là mấy trái chị? 6 trái chuối nếp á. Vậy nha, có chuối sáp nướng nữa nè, ăn không? Ngon lắm. À, chuối sáp thử. Quá sao? 3 trái 5.000. 3 trái 5.000 ăn thử đi. Thôi lấy 3 trái chuối đó thì bớt lại 1 trái chuối kia đi, 5 trái chuối kia. Rồi, 5 trái chuối nướng với lại 3 trái chuối sáp ha. Rồi. Rồi, chút xếp xuống, cảm ơn nhiều. Bắt mối được thêm chuối sáp. Rồi. Giờ là tiền tranh thủ chở để mời đem ship xuống dưới nha cả nhà. Bây giờ là cho con ngà trước đi, rồi tới bác Năm rồi tới ấy lại cho ngà. Còn bà cuối cùng đây, bà cuối cùng mình ship mình đem dưới luôn. Em chan nước cốt vô luôn không ngà hay là sao? Chan vô luôn hả? Chan vô luôn chứ em ăn liền luôn cái gì? Cắt ra không chị Tiền, cắt cho. Cắt luôn ha. Chan liền ta cắt đi ta chấm ăn cho ngon. Hồi này da nếp nó giòn đó cả nhà. Trái chuối ở trong nè, vàng. Ngon. Đây là một trái nữa. Nãy để nước cốt nghiêng cho chú Năm đi ha. Rồi, nè thím Ba, chen nước cốt thím Ba. Nhiều ghê luôn không? Ừ. Có 8.000 à. 9.000. Ừ, 8.000. Thì nước cốt nhiều hết nha. Cho cái 4 giá đi. Cho ngon luôn. Cốt mình cũng dư. Đó. Hấp dẫn quá. Này thì này tiền tháo mấy lá chuối hết không được rồi. Nóng quá. Điện thoại là cho phong dao xuống sửng bọc. À, giải luôn. Thôi đại bông 2.000, có đủ tiền thối không mày? Bây giờ bán. Nhỏ mày chỉ với bự không ta ơi. Thôi, không. Thôi hết cái giỏ sách tiền mình luôn rồi. Không có với 20, 30, 40 là thối hết trơn giỏ sách tiền. Đúng không? Đủ. Đủ ha. Bông 7. Bốn 2.000 phải không? Dạ. 42. Rồi, cảm ơn nha bé. Mẹ cô bắt Năm nãy là 3 trái chuối sáp không? Để 2 bịch nước cốt cho bả đi thím Ba. Ừ. 1 bịch ăn không ngon. 1 bịch là không ngon. Nãy đường điền có 1 bịch chắc không ngon. Ừ, ngồi đem đi thử coi nó ăn hết chưa. Cốt nhiều béo không? Đây còn mấy trái chuối sáp thì tiền nhắc lên hết luôn cả nhà.
mẻ này nữa là bán chú sáng luôn. Nó cũng có một đừng ép nữa ép không không ấy nè ép này nó hết trái rồi nè hết nãy rồi đó hết nãy nha ừ cái ép. Đó là chưa bẻ bọn này ép mình ăn đi thím ba ơi nhiêu là đủ à nhiêu nghỉ phải không ừ nghỉ không nhiêu được rồi cái này nó còn hơi ấy quá chừa lại ha chừa lại đi rồi hồi coi mình bán được nhiêu tiền trời ơi nó vàng nó ngon quá trời ngon rồi vàng thật luôn còn mấy này nè mình hồi mình nướng mình ăn đi nó tét tét nè mấy trái tét tét nó xấu xấu mình ăn đi chỗ nào lửa nhiều nó để chuối sang sang qua đây đây cái này được rồi. Trời nóng rồi uống nước. Bác Út ơi, kêu bác Năm ra lấy giùm con Út ơi. Nãy bác Năm đưa tiền rồi hả bác? Chưa. Đưa chưa? Cho hai bịch nước cốt đi. Rồi, đây, một phần. Mình bán cho bà ấy, mình vô nước cốt đi ha. Dạ, vô nước cốt đi con buộc cho. Nước cốt đi, bán cho bà Ó. Giờ chị Ó là vô nhiều nhiều đi. Vô nhiều đi. Dạ. Như mình hai trái một bịch đây là à, hai trái nước cốt một bịch đây là ba bịch đi ba bịch. Cho ba bịch dạ giờ nướng lai gai nữa đó cả nhà hôm nay vậy mà bán cũng được bộn chứ bộn thứ ba kiếm lời được 20 ngàn cũng được cả nhà thứ ba thì phải ăn chuối sáp và chuối nướng nó ngán không ngán chuối sáp nó dễ ăn ha chuối sáp tôi phải ăn gì ơ chuối nướng khoái ăn gì không phải ăn nếp, ăn nếp à không ăn chuối nếp tôi béo béo ngon rồi phải ăn không phải chuối này nó nóng mà nóng vừa vừa lay view view nắng quá trời nắng luôn á Năm vô bọc nắng luôn dạ 9 ngàn nắng quá bụng. Nắng quá nắng chốt chưa này chuối sáp này nướng cho vàng vàng nó ngon chuối này rất ngọt dạ ngọt rồi gửi thợ nha à, cảm ơn bác Năm luôn trái này được rồi có 5 trái là còn là 2 trái hả chị ó 5 trái chú trái bắn mối bắn nữa chú Năm Hiền nữa ờ chú Năm Hiền trái 1 trái với lại 3 trái chú sáp ừ chứ đó cho mỡ hành hay cho nước cốt nước cốt đi ngon hơn cho mỡ hành là nước cốt luôn làm 2 món luôn đi sao ừ gứa miếng nước cốt gứa mỡ hành nước cốt phải không khỏi mỡ hành hả chan vô luôn hay là để mà bọc ăn luôn đi chan luôn ha cái này được chứ ba cho dạng chút nữa bán được mấy trái chuối sáp cho chú cần nữa nè cả nhà rồi chan lên luôn mấy trái gụng gụng này hồi chấm ba nướng xấu cho mình ăn nãy chú Năm dặn chuối sáp nữa phun thêm ba sáp 3 trái chuối sáp nữa còn không còn còn ép nướng nữa để tâm vô
Rồi gái luôn. Rồi cảm ơn nghe chú Cần. Nãy chú chị ó của chú Năm bây giờ ờ bỏ ba trái nữa đó mày. Hả? Ba trái túi sáp nữa đó. Chỗ ba trái túi sáp nữa phải không? Ừ. Chú Năm ba trái nữa. Ừ đủ không? Ép rồi, thêm. Ép thêm. Đủ. Tính hồi xíu. Ép được cho bè nhiều quá. Ừ, ép chấm sống nè, cho chấm sống thì nó ngon. Nó ít bè. Ép ba trái nữa cho bà đi. Ba trái nữa đó. Thế bà thì bà ép ba trái nữa. Vậy hả? Bà Hiếu nha. Rồi cho dụng dụng mấy mé đó đủ không? Không. Không đủ hả? Này có hai trái nguyên à. Mấy cái mé là còn không? Hết luôn rồi. Hết luôn hả? Nãy bác Năm bà mua hiềm trái nữa gì? Mua hiềm trái nữa. Bà ăn ngon cái gì bây giờ bà đặt hiềm trái nữa. Hiềm đặt hai trái thôi mà hết rồi. Bác Năm ơi, lấy chuối bác Năm ơi. Đây. Một trái cho chú Năm Hiền. Một trái cho bác Năm. Chú Năm Hiền nãy là ba trái chú sáp nữa không các bạn? Ừ. Còn như là của chị ó. Cái này là của Yến Ba nè. Bả ép gụng gợi như này cả nhà. Giờ lại cho Yến Ba. Nhờ ép xấu mới được ăn, ép ép bán ăn. Chừng mốt làm ép xấu xấu, làm xấu xấu có mình ăn. Rồi à. Gọi này giao hàng chú Năm luôn đến bay. Ừ. Cho ống cốt luôn. Trái này nghe được. Một trái. Đây. Bác Năm có đi ngang chú Năm Hiền không? Đi. Cho con gửi cho chú Năm Hiền chứ. Này của chú Năm Hiền, này của bác Năm, một trái. Này của chú Năm Hiền. Dạ. Hộp nhỏ là của bác Năm á. Dạ 4.000 à. Mới chín tới. Nó chín nè. Ừ sao. Đậu này già nè ha. Ơi nó hơi lạc hay gì chứ. Mấy trái này chín hết rồi tiền sẽ vô nước cốt luôn cả nhà. Thêm ba vô nước cốt luôn ba, chín hết rồi, giao hàng luôn. Trái gì. Nó còn trái 4.000. 4.000 rồi bác Năm. Chưa chín mà nó lạc thì để muối thêm. Ừ. Thêm miếng muối với 1 ký đường nữa. ai lạc á chơi ngọt có thì về chấm đường ăn. Vô nước cốt hả ba? Còn lạc muối á. À, hai bình nước cốt với nó chưa chín nè. Ừ nấu lâu lắm. Hai bình nước cốt nó con vô hộp nha. Ừ. Đây, rất là ngon nha cả nhà, nó vàng hửng lắm nè. Hai trái. Giao hàng cho chị ó luôn. Còn mấy trái chú sáp nữa, ba trái chú sáp cho chị nữa là được. Nó dơm. Hai hộp nè. Đấy đi. Sắp tiền rồi. Đếm ra được nhiêu tiền. Nãy có vốn không? Không nhớ. Nãy vốn 20.000 đi. Vốn 20 lắm. Ừ, thấy bùi bùi đó không biết nhiều không có đếm.
bán cho được mấy chục ngàn. Rồi, hồi Phong giao hàng cho chị Ó luôn cả nhà ơi. Của chị Ó là 25 ngàn, cô Châu Hiếu 4 ngàn, nó là 29 ngàn đó. Ừ, 29 ngàn. Lấy này ra đi 30. Rồi, 30. Như 30 vốn đi. 30 đi. Này mấy ngàn lá. Để mở 7 ngàn không? 7-8 ngàn. 8 ngàn. 8 ngàn bỏ bên thì 70, 80, 90 này đựng chầm. 100 hả? 108 ngàn. 108 ngàn. Chắc lời cũng được 20 ngàn, 30 ngàn vậy đó cả nhà ơi. Bữa trưa buồn buồn mấy thằng cháu ra đây ngồi bán kiếm chút đỉnh thôi cả nhà. Khí thang à. Đó. Thì khí cảm dừa. Ơn ông bà cô chú anh chị các bạn lúc nào cũng luôn yêu thương và ủng hộ video của hai cháu nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi cô chú video sau. Bye bye. Bye cả nhà.